Anh chào em buổi sáng nhá. Buổi sáng vui vẻ nhá. Đang làm gì đây? Đang tưới cho mấy cây lan này. À, lan gì vậy? Cái này là cây kiều mỡ gà của Lâm Đồng đấy. Còn có một ít mình ngày trước mình sưu tầm ấy, xong À. rồi mình giữ lại được một ít đây này. Các bác cứ bảo lâu rồi anh không lên video. Thì hôm nay vợ chồng mình làm một cái video ngắn nhá. Để cho các bác cùng hiểu được cách chăm sóc lan của vợ chồng mình. Đây các bác thấy này, đây là một cái ban công vườn mà em mới thực hiện cải thiện, cũng chỉ được có 3 tháng thôi. Từ một cái ban công đó, từ một cái mái nhà ban công như thế này các bác này. Thế mà bây giờ thì đã là một khuôn viên rồi. Em mới về khu vực này có 3 tháng thôi các bác ạ. À, nếu như mà chúng ta có một cái sở thích đam mê với cây cối thì một cái ban công, lan can, sân thượng cũng thể tạo thành một cái khu vườn nhỏ nhỏ được các bác ạ. Quan trọng là chúng ta thích và biết chọn những cái cây trồng phù hợp thì chúng ta có thể là tạo được một cái ban công và khu vườn nhỏ của mình để hàng ngày chúng ta thực hiện giải trí thôi. Nói chung là chơi cây thì xác định là giải trí. Từ đó có thêm những cái sự phấn khích. Đó. Để chúng ta sau những ngày làm việc mệt mỏi thì có thể là thư giãn, nghỉ ngơi. Đó, đấy là gọi là đam mê. Chứ còn chúng ta sẽ bỏ qua những cái nội dung về thị trường, về mua bán. Em chỉ tập trung vào vấn đề là gì ạ? À, mình hỗ trợ cho anh em trong việc trồng, chăm sóc và giải đáp những vấn đề thắc mắc của các bác. Để làm sao cho việc chơi nó được vui vẻ, thoải mái và có được một cái phần kỹ thuật nền. Từ đấy chúng ta chăm sóc cây được đơn giản hơn các bác nhé. Anh hỏi em này, khi mới bắt đầu chơi lan á, đa phần anh em cũng đều chung một cái cảm giác đó là sợ. Thì với em á, thì em có sợ và lo lắng khi mới bắt đầu chơi lan không? Ngày trước lúc mà mới bắt đầu chơi á, thì mua cây về rồi nó cũng hư nhiều, dễ chết lắm. Nhưng mà sau mình dần dần quen rồi lại thấy bình thường mà, dễ lắm. À, như vậy các bác có thấy không ạ? Đối với chơi lan, nếu như ai mới bắt đầu vào thì đều có một cảm giác là khó và sợ cả. Nhưng mà khi chúng ta quen dần, có nghĩa trong cái quá trình chơi, trồng, chăm sóc, chúng ta học hỏi được những cái kinh nghiệm của nhau thì cũng dần trở nên rất là đơn giản và chăm sóc cây cũng dần đẹp lên các bác ạ. Em xem cái kênh của anh á, em thấy nhiều người hay hỏi là làm sao để chăm sóc được cây lan cho nó phát triển tốt nhất ấy. Đây là một cái câu hỏi lớn mà gần như ai chơi lan cũng mong muốn là mình chăm sóc được cây nó tốt nhất. À, tuy nhiên thì chơi lan thì nó phải theo từng bước và chúng ta phải có trải nghiệm và kinh nghiệm. Từ đấy thì mới có được những cái chậu lan mình chăm sóc đẹp nhất như nhà vườn được. Thì để mà làm được điều này thì anh em chơi lan phải có được cái gì ạ? Năm cái điều cơ bản và quan trọng nhất khi chúng ta thực hiện chăm sóc lan. Thì đây cũng là năm nội dung mà em đã chia sẻ trong một cái video cách đây hơn 4 năm rồi. Và lượng anh em xem cũng lên đến hơn 100 ngàn. Anh em xem để lại những cái bình luận là rất là tuyệt vời và động viên mình để mình có được những cái video tiếp theo. Đó thì anh sẽ đăng tải lại cái video về năm nội dung đấy. Nếu bác nào mà muốn chơi lan đi cùng với cây lan dài hơi thì bắt buộc phải có được nắm được năm yếu tố này. Đây là năm yếu tố cơ bản cốt lõi để bắt đầu chúng ta có được một kiến thức nền để việc chơi lan được thuận lợi hơn. Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em xin chia sẻ năm cái nội dung rất là quan trọng. Nếu như mà chúng ta muốn chăm sóc cho lan được tốt nhất. Năm nội dung này thì em đã phân tích khá là kỹ theo từng chủ đề. Nhưng mà trong video này em sẽ nói tổng thể cả năm nội dung để cho tất cả chúng ta cùng nắm được. Đây chính là cái vấn đề chúng ta gọi là khái quát. Bởi vì nếu mà không nắm được cái khái quát trước thì cái phần chi tiết nó sẽ rất là khó
và chúng ta lại không thể lồng ghép xuyên suốt với nhau được. Cho nên đây là một nội dung mà em đánh giá rất là quan trọng. Hy vọng các bác xem cho hết nội dung của video này để chúng ta thấy, cảm nhận được cần những cái yếu tố nào để cho lan nó phát triển được một cách tốt nhất. Nội dung này em sẽ tập trung vào dòng thân thòng, và đại diện của nó chính là cây phi điệp, một sản phẩm mà các bác đang rất là quan tâm. Thì vấn đề đầu tiên rất là quan trọng trước khi chúng ta đến với dòng lan này, đó là phải nắm được cái sinh trưởng của cây theo mùa. Em phải nhấn mạnh là sinh trưởng của cây theo mùa các bác nhé. Bởi vì đối với dòng phi điệp thì quá trình phát triển của nó là nó phụ thuộc vào mùa, có nghĩa là khí hậu của vùng miền. Nó kết hợp với cái sinh trưởng của cây. Hai yếu tố này nó đi với nhau. Đó, đầu tiên là sinh trưởng từ cây và kết hợp với mùa, đó là khí hậu vùng miền. À, vì sao lại như vậy? Em lấy một cái ví dụ thời điểm này ở khu vực trong Nam thì đang còn nắng, các bác thấy không ạ? Chiều lại tầm 4 rưỡi 5 giờ rồi mà đang còn nắng. Nhưng ở ngoài Bắc thì nắng lại không còn nữa mà nó đã chuyển giao mùa sang mùa lạnh rồi. Đó. Hai cái khí hậu khác nhau, và nếu chúng ta quan sát thì cái cây nó cũng khác nhau các bác ạ. Đối với trong Nam thì có nhiều cây hiện tại đang còn chạy ngọn, có nhiều cây thì cũng đã thắt ngọn. Đó. Đây, cây đang chạy ngọn, nhưng có cây lại thắt ngọn. Nhưng mà về cơ bản chung thì nó có một cái biên độ, có nghĩa là chúng ta phải nhìn được tổng thể. Đó, số lượng những cây thắt ngọn nó ít hơn những cây đang chạy ngọn. À, điều đó cho thấy rằng là gì ạ? Ở khu vực miền Nam, khi mà khí hậu ấm thì cây nó có thể vẫn chạy ngọn bình thường. Còn khu vực ngoài Bắc thì khí hậu lạnh làm cho cây, quá trình phát triển của cây chững lại và nó đi vào mùa nghỉ sớm hơn. Thì đấy chính là cái vấn đề là theo mùa, đúng không ạ? Khí hậu vùng miền đấy các bác. Còn đối với phi điệp thì nó như thế nào về sinh trưởng của cây? À, chúng ta quan sát chậu lan này. Chậu lan này nó đã phát triển từ giai đoạn tầm, đang nói về cái thân mầm này các bác nhé. Đây là thân này. Nó phát triển từ tầm khoảng độ tháng 4, tháng 5 gì đó của năm nay. Thì vào đầu mùa, đó là đầu mùa xuân, đó là những cái thông thường là những cái mầm gốc. Đây gọi là mầm gốc, đúng không ạ? À, mầm gốc của cái thân lỡ này nó phát triển lên, đấy, hình thành một cái mầm. Mùa xuân là cái mùa mà đâm chồi nảy lọc. À, tất cả những cái cây thông thường là như vậy. Thì nó đâm chồi, có nghĩa là nó lên mầm gốc. Thì mầm gốc này nó sẽ phát triển từ giai đoạn đầu năm, có nghĩa là mùa xuân, cho đến xuyên suốt một cái năm trời, đúng không ạ? Và đến thời điểm này thì cây này nó đã, ngọn này thì vẫn chạy, nhưng có những ngọn thì đã thắt ngọn. Đây được gọi là chớm thắt ngọn, đúng không ạ? Thì bây giờ cũng đã rơi vào cuối năm rồi. Đó. Thì đấy cho thấy là nó là cái tính chất sinh trưởng của cây, nhưng cái biên độ của nó sẽ khác nhau. Ví dụ những cái thân nào nó lực, nó lấy được nhiều dưỡng chất thì khả năng nó phát triển, nó chạy ngọn, còn có thể chạy ngọn được. Còn những cái thân nào mà nó lấy được ít dưỡng chất hơn thì nó sẽ thắt ngọn sớm hơn. Đó. Nhưng cái quá trình này nó rơi vào cuối năm là cái giai đoạn cây đi vào mùa nghỉ để chuẩn bị cho mùa xuân, là mùa mầm gốc các bác nhé. Khi một cái mầm gốc lên thì nó sẽ bắt đầu thực hiện là ra rễ của cái mầm gốc đó, chứ nó không phụ thuộc vào cái hệ thống rễ cũ của thân mẹ. Đó, cho nên mầm gốc nó lên thì chúng ta thấy có thể là 5 sen, 3 sen hoặc 7 sen hệ thống rễ của nó sẽ ra. Đấy là cái quá trình nó phát triển độc lập, không phụ thuộc vào mẹ nữa. Khi hệ thống rễ hoàn thiện đó, thì ban đầu mẹ nuôi thì cái phần thân này nó sẽ nhỏ, đúng không ạ? Nó sẽ nhỏ ở cái giai đoạn này vì nó dưỡng chất chưa đủ. Nhưng khi mẹ nuôi không còn cung cấp dưỡng chất nhiều nữa và nó đã có hệ thống rễ phát triển độc lập, nó đã lấy được dưỡng chất, thì toàn bộ cái thân này chúng ta quan sát thấy là nó phình lên, nó to ra. Đó. Đây là giai đoạn mà nó đã hấp thụ lấy được dưỡng chất một cách độc lập. Và đối với cây lan thì mùa sinh trưởng
Có nghĩa là phát triển mạnh nhất của nó rơi vào tầm tháng 5 cho đến tháng 8, tháng 9, tháng 10. Đây là cái giai đoạn mà nó phát triển mạnh nhất. Thì từ cái vấn đề chúng ta nắm được, bắt đầu lên mầm gốc vào mùa xuân, thời kỳ phát triển mạnh nhất của cây và cuối năm là mùa thắt ngọn. Chúng ta nắm được xuyên suốt cái này thì bốn nội dung tiếp theo chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là quan trọng để chúng ta chăm sóc theo từng giai đoạn, từng thời kỳ, làm sao cho nó đảm bảo nhất. Em xin chuyển sang nội dung thứ hai. Đây chính là tập cho Lan một cái thói quen trong việc ăn uống. Ta nói cái từ ăn uống này để cho nó gần gũi với động vật, với con người. Thực ra đối với cây đó là quá trình trao đổi lấy chất. Thì vì sao mà lại nó lại được đứng thứ hai và nắm cái tầm quan trọng mà em đưa vào? Bởi vì cái điều này nó xuất phát từ chính chúng ta. Đấy, chính bản thân các bác, các anh chị chơi lan thường là rảnh lúc nào thì chúng ta chăm sóc lúc đấy. Nó theo cái công việc, mức độ, thời gian của mình, từ đấy mình mới dành để chăm sóc cây lan. Nhưng nếu thay đổi được một chút, có nghĩa là chúng ta để cho cây ăn uống đúng giờ thì cái khả năng hấp thụ dưỡng chất của nó là cao nhất. Em ví dụ như là buổi sáng tầm khoảng độ 5 rưỡi 6 giờ, nó có cái biên độ chứ không nhất thiết phải theo cái khung giờ này. Có nghĩa là khi mà mặt trời mới lên hửng nắng thì chúng ta thực hiện tưới cho cây. Đấy, đây là cái giai đoạn tốt nhất để cây nó lấy dưỡng chất, tích lũy lượng nước khoáng để cung cấp cho thân lá xuyên suốt một ngày. Phải ta cần phải nắm được ấy, là cái thời điểm nào cây ăn được nhiều nhất. Vì sao? Thời điểm đó cây cần dưỡng chất hơn các cái khung giờ khác. Nó đơn giản bởi vì giống như chúng ta ăn sáng, khi mà chúng ta ăn sáng đúng giờ, tập một cái thói quen ăn sáng thì cái hiệu quả công việc từ sáng cho đến trưa nó sẽ khác với chúng ta không ăn sáng. Việc mà chúng ta ăn sáng cũng giống như cây thôi. Đó là sau một đêm cây nghỉ đến sáng thức dậy rất háo về khoáng nước và chất. Thì khi đấy chúng ta cung cấp cái lượng nước tưới cho cây hoặc là có loại phân thuốc chẳng hạn, phân dưỡng chất cho cây, thì cây nó sẽ hấp thụ được nhiều nhất. Và cái lượng dưỡng chất đấy là cây nó sẽ duy trì được xuyên suốt một ngày trời. Cho nên là chúng ta cần phải tập cho cây cái thói quen về việc lấy dưỡng chất. Sáng cứ tầm 5 rưỡi 6 giờ là chúng ta thực hiện tưới hoặc là phun phân cho cây. Đấy. Hoặc là buổi chiều thì chúng ta tưới lúc mấy giờ. Đấy. Thì cây nó sẽ tạo một cái thói quen. Đấy. Nếu như chúng ta quan sát thì thấy rằng thường là buổi sáng và buổi chiều thì em thường là tưới cho cây. Với đất Tây Nguyên thì nó thuộc vào khí hậu nóng, nắng, cho nên là cái lượng nước ở trong cây nó sẽ thiếu hụt, giá thể rất là khô, cho nên một ngày mình cần phải đảm bảo được cho cây 2 lần tưới, đó là buổi sáng và buổi chiều các bác nhé. Tập cho nó một cái thói quen, đó là ăn vào buổi sáng và buổi chiều. Nội dung thứ ba mà em đã đề cập ở vấn đề thứ hai đó là tưới. Ngoài vấn đề chúng ta thực hiện phân thuốc tưới, cung cấp dưỡng chất cho cây theo một cái định kỳ, một cái thói quen giống như cái quy trình lặp đi lặp lại vậy thì nó rất là tốt. Và để hỗ trợ cho phần thứ hai thì em sẽ nói sâu ở phần tưới, bởi vì có rất nhiều bác mới chơi lan không nắm được cái vấn đề tưới như thế nào cho cây tốt nhất. Nội dung này em đã có rất nhiều video nói về phần tưới cho cây chưa đúng cách. Có những cái video làm cách đây năm 2018 nó đã đạt được hình như là mấy trăm hay là 1 triệu lượt xem, có nghĩa là cái số lượng xem về cái video rất là nhiều. Hôm nay em sẽ nhắc lại về cái phần tưới cho cây. Đầu tiên đó là cái nguồn nước các bác nhá. Với nguồn nước thì với những cái giếng đào thì chúng ta có thể lấy nước để thực hiện tưới luôn là ok, không có vấn đề gì.
nhưng mà các bác ở thành phố thì dùng nước máy. Thì với nước máy thì em khuyên là chúng ta nên thực hiện là bơm ra, và chúng ta có một cái xô hoặc là một cái hồ nhỏ hay là một cái gì đấy tùy thuộc vào cái lượng lan của chúng ta. Chúng ta bơm ra để tầm khoảng độ một vài tiếng, để mục đích là gì ạ? Để cho cái hóa chất khí ở trong cái lượng nước nó được thoát ra, có nghĩa là nó sẽ giảm đi. Từ đấy chúng ta lấy cái lượng nước đấy chúng ta sử dụng là tốt nhất. Bởi vì nước, hệ thống nước thành phố thì người ta xử lý các bác, xử lý bằng hóa chất. Cho nên chúng ta nên để vài tiếng để cho cái trạng thái nước nó ở trạng thái tốt nhất, và nó giảm được cái hàm lượng các loại khí ở thành phần ở trong nước nữa. Thì khi đấy chúng ta dùng để tưới các bác nhé. Đối với việc tưới lan, nội dung mà em nhận được nhiều nhất đó là câu hỏi là ngày tưới bao nhiêu lần. Câu hỏi này thì cho thấy chúng ta chưa nắm được cái bản chất gốc. Giống như con người các bác, có nghĩa là khi nào mà chúng ta khát thì chúng ta mới uống nước thôi, còn nếu chúng ta không khát thì chúng ta sẽ không uống, có cho chúng ta cũng không uống, đúng không ạ? Như vậy thì các bác phải là người tinh tế để quan sát về khí hậu ở khu vực của ngày hôm đó, giá thể độ ẩm của cây nó như thế nào, nó có khả năng là thiếu nước trong ngày hôm nay hay không, khí hậu ngày hôm nay mức độ nắng ra sao. Để từ những yếu tố đó chúng ta mới thực hiện xác định là tưới. Khi tưới chúng ta lại xác định một điều là cái mức độ tưới là bao nhiêu chẳng hạn. Đó. Như vậy đấy toàn bộ là cái vấn đề chúng ta cảm nhận. Các bác phải cảm nhận đúng không ạ? Cảm nhận để xem cái mức độ độ ẩm nắng của ngày hôm đấy ra sao, giá thể của cây ra làm sao. Thì từ đấy chúng ta mới tưới. Và khi tưới thì các bác cần phải nắm được một cái vấn đề xuyên suốt trong ngày, đó là cái nguyên tắc vàng: ẩm nhưng mà không ướt. Nội dung này thì em đã phân tích rất là kỹ, bởi vì nó liên quan đến cái quá trình thối nhũng của cây, rồi liên quan đến thiếu nước. Cho nên là chúng ta cần phải xem cái video này nếu như muốn tìm hiểu sâu các bác nhé. Nội dung chủ đề em nhớ là nguyên tắc vàng. Như vậy hy vọng sau khi xem xong video này chúng ta sẽ không có hỏi lại những cái câu hỏi như là ngày tưới bao nhiêu lần nữa, mà em nhấn mạnh là chúng ta phải cảm nhận được về khí hậu, độ ẩm của cây, từ đấy chúng ta thực hiện tưới sao cho phù hợp. Và trong cái quá trình tưới thì phải nắm được một điều, tránh cái trường hợp bị sốc nhiệt, đó là chúng ta tưới không đủ lượng nước vào buổi trưa thời điểm nắng nóng, là như vậy là cây sẽ bị sốc. Hai nội dung này thì em không phân tích nhiều nữa bởi vì đã có riêng trong video rồi. Nội dung thứ tư đó là phun phân thuốc. Khi mà nói ra thì thường là nói gộp chung đó là phân thuốc, nhưng mà bản chất chúng ta phải bóc tách ra riêng: phân khác và thuốc là khác. Thuốc là những cái thành phần, những cái chất để phòng và trị bệnh cho cây khi mà cây bị bệnh hoặc chúng ta muốn phòng. Còn thuốc là cung cấp khoáng dưỡng chất, những cái hàm lượng cần thiết để cho cây phát triển. Đó, cho nên hai cái này nó sẽ khác nhau. Thì khi mà nắm được rõ về bóc tách phân thuốc thì chúng ta sử dụng cũng phải biết cách. Đây là một phần rất là phức tạp. Bởi đa phần chúng ta thường hay nói với nhau cũng dùng một loại phân đấy, thuốc đấy nhưng mà làm không hiệu quả. Nhưng mà người khác thì lại cứ giới thiệu và người ta làm rất là thành công. Thì đấy chính là cái cách mà chúng ta thực hiện làm thôi. Thì em sẽ nói nhanh như thế này. Đối với phân thì chúng ta phải xác định được có hai loại. Đó là phân bón lá là chúng ta phun vào thân và lá. Còn phân tan chậm là chúng ta để vào phần gốc. Đó là có hai loại phân các bác nhé. Còn phân thì có loại hữu cơ và vô cơ. Thì đối với nội dung này em đã phân tích ở một cái bài video trước rồi. Thì bây giờ em sẽ nói về cái thời điểm để chúng ta sử dụng phân, đặc biệt là phân bón lá. Bởi vì phân tan chậm thì chúng ta bỏ ở phần gốc thì không nói làm gì rồi, nhưng mà phân bón lá thì chúng ta sử dụng nó là định kỳ theo tuần hoặc là 2 tuần. Cho nên đây là một cái công việc mà nó mang rất là thường xuyên. Còn thường là phân tan chậm thì chúng ta sử dụng trong năm chỉ có 2 lần thôi,
Ví dụ em hay sử dụng phân chì của Nhật thì thời gian nó lên đến 6 tháng với hết. Cho nên một năm em chỉ bỏ 2 lần là vậy. Còn thông thường là mình sử dụng phân bón lá định kỳ 1 đến 2 tuần một lần. Nó tùy theo cái thời điểm sinh trưởng của cây, và quan trọng là chúng ta phải nắm được cái thành phần trong phân để chúng ta cung cấp khi mà chúng ta phun cho cây vào cái thời điểm nào trong năm. Đây là một nội dung rất là quan trọng. Thì em sẽ nói rõ hơn. Đầu tiên là thời điểm phun. Đối với phun phân thì chúng ta phải nắm được trong phân nó có hàm lượng đạm. Cái thứ hai là axit, dẫn đến nếu chúng ta phun mà không biết cách sẽ làm cho cây bị cháy lá, bị ảnh hưởng đến rễ. Cho nên chúng ta cần phải nắm được phun phân là có hai thời điểm để chúng ta phun. Nếu như mà buổi sáng, có nghĩa là ngày hôm đó mà không nắng lớn, cường độ nắng cao, hoặc là nó không phải là mùa hè, thì chúng ta có thể phun vào buổi sáng, đó là thời điểm tốt nhất. Còn nếu như mà vào mùa hè trời nắng nóng, chúng ta phun buổi sáng theo thói quen, mức độ ảnh hưởng sẽ làm cho cây bị hỏng, bị cháy lá. Thì chúng ta sẽ tập trung phun vào buổi chiều. Và khi phun thì chú ý một điều, khi có nắng, có cường độ sáng là lúc đấy khả năng lấy dưỡng chất của cây nó sẽ cao nhất. Chứ không phải là phun phân là chúng ta phun nửa đêm hoặc trời tối, mà chúng ta có thể phun vào buổi sáng hoặc buổi chiều, nhưng phải nắm được là cái cường độ nắng trong ngày nó như thế nào để chúng ta thực hiện phun cho nó phù hợp, tránh trường hợp bị cháy lá các bác nhé, và cháy rễ nữa. Còn đối với thuốc thì chúng ta lại phải nắm được rất là rõ chúng ta phun thuốc mục đích gì. Ví dụ là mục đích phòng bệnh nó khác với vấn đề chữa bệnh. Nếu như cây bị bệnh thì chúng ta cần phải cách ly và phun thuốc điều trị bệnh ngay. Đây là vấn đề khẩn cấp chứ không đợi vào cái thời điểm nào nữa, bởi vì cây nó đang bị bệnh. Và một cây bị bệnh thì chúng ta cần phải đưa nó ra khỏi cái khu vực vườn của mình để nó ở cái nơi thoáng mát. Bởi vì trị bệnh là chúng ta phải nắm được một cái vấn đề, đó là ngắt nước. Bắt buộc phải ngắt nước thì trị bệnh mới có hiệu quả. Cho nên chúng ta cần phải nắm được đó là di chuyển cây đến cái vị trí thoáng mát. Thực hiện phun các cái loại thuốc trị bệnh theo cái bệnh mà cây đang mắc phải. Đối với phun thuốc mang tính chất là phòng bệnh, có nghĩa là cây chưa bị bệnh nhưng mà chúng ta phải thực hiện phòng. Ví dụ như là thời điểm mà trời vào mùa mưa nhiều, độ ẩm tăng cao, khả năng nấm và khuẩn phát triển mạnh nhất, thì chúng ta phải tăng cường cái mật độ để chúng ta thực hiện phun thuốc để phòng bệnh cho cây. Ví dụ như em hay sử dụng những cái hợp chất là kin kin cộng casumin, hoặc là kin kin với ridumin gold, tùy vào thời điểm để chúng ta thực hiện phun phòng. Và khi mà phun phòng thì chúng ta nên phun vào buổi chiều mát, bởi vì khuẩn và nấm sẽ phát triển mạnh nhất vào buổi tối khi mà độ ẩm tăng cao. Cho nên chúng ta nên phun vào buổi chiều mát các bác nhé. Em quay lại cái vấn đề về phân. Vừa rồi nói sâu về thuốc thì bây giờ sẽ nói về phân. Thì đối với phân thì phân tan chậm chúng ta để gốc thì không nói một gì rồi. Ví dụ như quan sát chậu này thì các bác sẽ thấy là đây được gọi là phân tan chậm, đúng không ạ? Hỗ trợ cho phần rễ nó lấy cái dưỡng chất từ phân. Phân thì nó sẽ bao gồm những cái thành phần chính, đó là đạm, lân và kali, đúng không ạ? Thì những cái phân tan chậm này thì thường người ta đã tính toán để sử dụng trong một cái thời gian rất là dài, cho nên nó đều có cái sự cân bằng về hàm lượng đạm, lân và kali, đó là thông thường. Còn đối với phân bón lá thì nó khác hoàn toàn. Bón lá là chúng ta phun theo tuần, theo định kỳ hàng tuần hoặc 2 tuần một lần, cho nên nó sẽ phụ thuộc vào cái thời điểm đó là tình trạng của cây nó như thế nào. Đấy. Thì từ đấy chúng ta mới xác định được là chúng ta bổ trợ cho cây cái lượng đạm, lân, kali ra làm sao. Đấy, đây thì chúng ta cùng nắm được nhé. Nếu như ở cái giai đoạn mà thúc để cho cây nó phát triển mạnh nhất, là bây giờ em nói ngay từ đầu đi. Ví dụ như là một cái mầm ki nó đang còn nhỏ, tầm khoảng độ 15-20 cm. Đấy. Thì cái quá trình mà nó cần lúc đó
là cái quá trình mà cân bằng về lượng đạm lẫn kali, cho nên chúng ta nên sử dụng các cái loại phân mà mang tính chất là đồng đều, ví dụ như là 20 20 20 thì chúng ta nôm na hiểu đó là tỷ lệ đạm, lân và kali là mỗi thứ 20%. Đấy thì nó cân bằng, nó cung cấp được đầy đủ cho cây. Còn đối với cái giai đoạn mà cây nó đã mạnh, nó cần cái sự phát triển cao nhất để phình thân, để phát triển được cái cây nó lớn. Đó, về phát triển về chiều dài, độ nổ thân, gọi là tăng trưởng của cây mạnh nhất, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái loại phân đó là 30 10 10, có nghĩa là chúng ta sẽ tập trung vào hàm lượng đạm cao nhất. Đấy, đạm thì nó sẽ là cái chất chính để cho nó thúc đẩy cho cây phát triển mạnh nhất. À, khi mà đến giai đoạn mà cây nó thắt ngọn, ví dụ như cây này, đấy, đây là thắt ngọn nhưng hệ thống lá của nó đang còn, đấy, lá bây giờ rất là xấu bởi vì nó đang rụng lần lượt đấy các bác này. Đấy, đó, thì ví dụ như cây này đi cho các bác dễ nhìn, tại vì lá nó nhiều hơn, đấy, ngọn nó đang còn thắt, đúng không ạ? Ngọn đã bắt đầu thắt và lá thì nó chưa rụng nhiều, đang còn cứng cáp, còn khả năng lấy được dưỡng chất. Thì chúng ta đến giai đoạn mà gần cuối năm, khi cây bắt đầu chớm thắt ngọn, thì để bổ trợ tốt nhất cho mùa hoa thì chúng ta lại chuyển dịch sử dụng một loại phân đó là 6-30-30, có nghĩa là chúng ta giảm đạm, lúc đấy cây không cần tăng trưởng nữa mà chúng ta cung cấp lân và kali chủ yếu, bởi vì nó cần hỗ trợ dưỡng chất trong thân và bổ trợ cho mùa hoa của năm tới. Muốn hoa đẹp thì chúng ta phải nghĩ đến kali các bác nhé. Cho nên là giai đoạn mà cuối năm khi cây chớm thắt ngọn đang còn lá thì chúng ta sẽ sử dụng một loại phân bón lá là 6-30-30 để chúng ta thay thế các loại phân trước. Như vậy thì trong cái video ngày hôm nay em đã chia sẻ về năm cái vấn đề rất là quan trọng, nó xuyên suốt trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện chăm sóc cây lan của mình. Nếu muốn cây lan nó phát triển tốt nhất, khỏe, không bị bệnh thì chúng ta cần phải nắm được kỹ càng năm cái nội dung này. Thì em xin phép được nhắc lại một lần nữa. Nội dung thứ nhất đó là phải nắm được cái sinh trưởng của cây, quá trình xuyên suốt các bác nhé. Nội dung thứ hai đó là tập cho lan một cái thói quen trong việc ăn uống bằng cái cách mà chúng ta thực hiện chăm sóc theo định kỳ, theo cái thời gian nhất định. Nội dung thứ ba đó là phải nắm được tưới cho cây như thế nào và đặc biệt chú ý đến cái nguồn nước. Luôn luôn phải nắm kỹ được một cái nguyên tắc vàng đó là ẩm nhưng không ướt. Nội dung thứ tư đó là cái quá trình mà chúng ta sử dụng phân thuốc. Lưu ý cần phải bóc tách phân và thuốc là khác nhau. Khi thực hiện phun thì chúng ta phân thì chúng ta phần phải xác định được là nếu mà sáng mà mát thì chúng ta phun. Còn nếu như mà vào cái mùa mà nắng nóng như mùa hè thì chúng ta sẽ phun phân có thể vào buổi chiều. Còn đối với thuốc thì phun phòng bệnh và trị bệnh thì em cũng đã bóc tách rồi, đúng không ạ? Thì phải nắm được rõ cái nội dung là phun thuốc các bác nhé. Nếu muốn hiệu quả thì chúng ta phải phun cho nó đúng cái thời điểm. Nội dung thứ năm là phải nắm được các cái thành phần ở trong phân. Phân chia thành hai loại, đó là phân bón lá và phân tan chậm hỗ trợ gốc. Thì đối với phân bón lá thì các bác phải nắm được hàm lượng đạm, lân, kali, cái tỷ lệ ấy, để từ đó mình thực hiện mình phun theo cái thời điểm của cây. Rồi em xin phép kết thúc video ở đây. Nếu các bác cảm thấy video hữu ích thì em xin một like để cho tiếp cận với nhiều bác mới cùng nắm được cái nội dung này. Từ đó việc chơi chăm sóc lan nó thuận lợi hơn rất là nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.